Trọng Vlog xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn xem video thật vui vẻ nha. Hôm nay còn đông con diều này. Ôi. Đây là các bạn. Đường vắt lên ngay các bạn nha. Chuông lên rồi. Hai con liền các bạn. Còn trên kia là chắc là chuông các bạn. Nó đi giờ không? Không hả? Sợ. Lên lại. Còng. Con trên kia con còng à? 6 còng đúng không? Thế đổ kiểu 6 còng, một con 6 đơn, một con 6 còng các bạn. Bông bềnh á, thả diều kiểu bông bềnh á. Bông bềnh các bạn. Bắt đầu đang đòi dây. Con trên kia thì bắt đầu đứng rồi. Ôi. Gió to cái kêu vào mâm rồi các bạn. Đang dướn lên kêu to chưa? Vừa dướn lên đòi dây. Hai con liền. Nó đang dướn lên này. Úi, lên cao. Đang dướn lên à. Hai con liền. Hai con gần nhau các bạn. Có nặng không cháu? Đó, không, chưa, vẫn đang đòi ấy, vẫn đang đòi dây. Đấy.
mọi người đến xem diều rất đông các bạn nhé. Hai con díu với nhau rồi các bạn. Một con sáo đơn, một con sáo còng các bạn. Đấy, bồng bềnh nhá, thả diều kiểu bồng bềnh đấy. Bồng bềnh các bạn. Bắt đầu đang đòi dây. Con trên kia thì bắt đầu đứng rồi. Ôi, gió to cái kêu vào mâm rồi các bạn. Đang dướn lên kêu to chưa. Đây cháu cũng ra xem đơn dèo. Những ngày mùa hè các bạn nhé, nghỉ hè học thì giờ ra xem đơn dèo. Nghỉ dịch Covid. Vừa dịch Covid lại vừa nghỉ hè vui chơi. Đấy, lên chưa, hai con liền. Một con sáo còng, một con sáo đơn. Là xem rất đông các bạn. Con đang đòi dây, vừa dướn lên đòi dây. Hai con liền. Nó đang dướn lên nè. Lên cao, đang dướn lên nè. Hai con liền. Dùng guồng nhá. Có bê được không? À, Lượng Vlog xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn xem video thật là vui vẻ nha. Các bạn xem xong nhớ nút đăng ký kênh và nút like và nút chia sẻ lần sau mình ra video mới cho các bạn xem nha. Xin chào.